Tiếp tục thông tin liên quan tới vụ việc hai người phụ nữ đã hắt dầu luyên trộn chất thải vào một phản thịt lợn giá rẻ tại Hải Phòng. Ngày hôm nay thì chị Đỗ Thị Xuyến là nạn nhân trong vụ việc cho biết là sau khi được một doanh nghiệp tại Hà Nội hỗ trợ tiêu thụ toàn bộ đàn lợn, chị đã quay trở lại với việc bán tôm cá và đồng thời sẽ có đơn xin giảm tội cho hai người phụ nữ đã hắt dầu luyên vào mình. Chia sẻ với báo chí, chị Xuyến cho biết sáng nay chị đã đi gom tôm cá ở quê lên thành phố để quay trở lại với công việc như trước đây. Sau khi hai người phụ nữ hắt dầu luyên trộn chất thải vào sạp thịt lợn của chị Xuyến bị công an quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng khởi tố vụ án hình sự về hành vi hủy hoại tài sản và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, thì chị Xuyến cho biết là bản thân chị không muốn những người hại mình vướng vào vòng lao lý nên sẽ viết đơn xin giảm án cho họ. Chị chỉ có mong muốn đơn giản là người hại mình có lời xin lỗi tới gia đình chị, đồng thời họ phải đền bù số hàng hóa bị thiệt hại của chị. Ngoài ra thì chị Xuyến rất muốn những người hại mình cam kết không gây ra những sự việc tương tự, đảm bảo cho việc làm ăn lâu dài của gia đình tại chợ Lương Văn Can. Vâng, tha thứ cho người đã hại mình là một hành động đẹp của chị Xuyến bán thịt lợn. Và câu chuyện này thì khiến tôi nhớ đến một bài học khác về sự tha thứ và biết ơn của cát và đá. Chuyện kể rằng là khi hai người bạn thân đi trên sa mạc hoang vắng thì đã xảy ra cãi vã và một người bạn thì đã tát vào mặt bạn của mình. Mặc dù là rất đau nhưng mà người bị tát chỉ lẳng lặng viết lên cát một dòng chữ là người bạn của tôi đã đánh tôi. Sau đó thì họ tiếp tục hành trình đến với một ốc đảo thì người bị đánh lại vô tình bị sụt xuống đầm lầy và được chính người bạn vừa đánh mình cứu thoát an toàn. Sau đó thì anh ta đã dùng dao để khắc lên đá dòng chữ là tôi đã được cứu sống bởi người bạn đồng hành của mình. Vâng, tôi chắc chắn là nhiều người sẽ hỏi là tại sao khi bị đánh lẽ ra là phải khắc lên đá thì lại viết lên cát, còn khi được cứu thì lại viết lên đá. Có lẽ là bởi vì viết lên cát thì gió sẽ thổi bay tất cả mọi thứ đúng không? Còn khi chúng ta khắc lên đá thì mọi thứ sẽ không bao giờ có thể phai mờ được. Vâng, chính xác là như vậy. Người bạn bị đánh cũng đã giải thích rằng là mỗi khi chúng ta bị đối xử tệ bạc hoặc là bị tổn thương thì hãy tìm cách để ghi nó lên cát. Chính thời gian cũng như là những cơn gió sẽ giúp những điều đó mau chóng phai tàn đi. Để rồi điều ở lại với chúng ta chính là sự tha thứ. Còn mỗi khi mà ta nhận được một điều tuyệt vời gì đó từ cuộc sống hoặc là được ai giúp đỡ thì hãy trân trọng và gìn giữ nó mãi mãi qua việc là khắc lên đá. Chính điều đó sẽ giúp chúng ta thêm trân quý cuộc sống của mình hơn vì biết nó ý nghĩa và kỳ diệu đến như thế nào. Nhưng mà dù sao thì việc tha thứ cũng không phải là điều dễ dàng và không phải ai cũng có thể làm được. Tuy nhiên thì tôi có một thông tin rất là thú vị muốn chia sẻ cùng với chị Huyền cũng như là quý vị. Đó là nghiên cứu của các nhà khoa học tại California của Mỹ thì đã chỉ ra rằng là tức giận thì đẩy chúng ta vào tình trạng cay cú này, tâm thần thì luôn ở trong tình trạng căng thẳng và cơ mặt căng lên, nhịp tim huyết áp đều tăng và mồ hôi thì ra nhiều hơn. Vậy nên tình trạng này sẽ không diễn ra nếu mà chúng ta không tức giận. Và vì thế thì hãy tha thứ cho người khác và điều này sẽ tốt cho cả sức khỏe, thể chất cũng như là tâm thần. Đặc biệt các nhà khoa học thì cũng chỉ ra rằng là tha thứ vô điều kiện thì sẽ giúp cho người ta sống thọ hơn. Vậy nên nếu mà tha thứ được cho ai đó thì chúng ta hãy cố gắng tha thứ.